Tin giáo sứ 4, anh chị em di dân Thái Bình hành hương năm thánh tại giáo sứ 4. Chiều thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2018, đoàn hành hương của các anh chị em di dân Thái Bình hiện đang cư trú tại Sài Gòn, Bình Dương và Bình Phước đã đến địa điểm hành hương năm thánh của giáo phận Phú Cường tại nhà thờ giáo sứ 4, quê hương Thánh phêrô đoàn công quý, kính viếng các thánh tự đạo Việt Nam. Đoàn hành hương chầu thánh thể, xét mình xưng tội, tiếp đến viếng tường đài thánh quý, thắp hương thành kính, sau đó tiến vào nhà thờ tham dự thánh lễ đồng tế lúc 19 giờ do cha Geronimo Nguyễn Linh Thao chủ tế. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí sốt sắng, lúc 20 giờ 10 phút thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong bình an.